Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Ngọc Lặc 27 tháng 8 năm 1949, 27 tháng 8 năm 2014, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Ngọc Lặc dành toàn bộ thời lượng của chương trình thời sự hôm nay để giới thiệu đến quý vị khán giả phóng sự 65 năm một chặng đường. Sau đây là nội dung chi tiết. Là huyện miền núi nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí trung tâm kết nối giữa khu vực vùng Châu Thổ và các huyện miền núi phía tây của tỉnh, giàu về tiềm năng kinh tế và có vị thế chiến lược hết sức quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. Diện tích tự nhiên toàn huyện là 49.092,4 ha, trong đó đất nông nghiệp 15.737,49 ha, đất lâm nghiệp 21.713,15 ha, dân số khoảng 140.000 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 70,53%, dân tộc Kinh 27,3%, dân tộc Dao 1,1%, dân tộc Thái 0,85%. Ngọc Lặc có 3 dòng sông, đó là sông Âm, sông Cầu Chày và sông Hép. Thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường có gió Tây Nam, khí sắc vùng núi âm u tạo ra một miền sơn cước độc đáo. Nhiệt độ trung bình từ 23 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình 86%, thích hợp cho sự phát triển rừng cây nhiệt đới. Giao thông Ngọc Lặc trước kia chủ yếu là đường thủy trên các dòng sông chính của huyện, nhưng hiện nay giao thông Ngọc Lặc hết sức thuận lợi, có các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 15A đi qua. Cùng với dòng chảy của lịch sử dựng nước, vùng đất Châu Ngọc xưa được đổi nhiều tên theo từng thời kỳ phù hợp với từng giai đoạn, nhưng điểm nhấn cơ bản nhất sau cách mạng tháng 8 năm 1945 được đổi thành huyện Ngọc Lặc. Ngày 5 tháng 7 năm 1977, theo quyết định 177 CP của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, sắp nhập hai huyện Ngọc Lặc và Lang Chánh gọi là huyện Lương Ngọc. Sau đó một thời gian, ngày 30 tháng 8 năm 1982, theo quyết định số 149 Hội đồng Bộ trưởng, chia Lương Ngọc thành hai huyện Lang Chánh và Ngọc Lặc và giữ nguyên tên gọi Ngọc Lặc tới nay. Hiện nay, Ngọc Lặc có 21 xã và một thị trấn, mảnh đất địa linh nhân kiệt có các dân tộc Mường, Kinh, Dao, Thái và một số dân tộc anh em khác cùng chung sống và đóng góp vào công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, vun đúc nên những giá trị nhân văn giàu bản sắc của một miền Trung Du đầy tiềm năng. Sau khi thực dân Pháp đặt ách cai trị lên đất nước ta, cũng như mọi miền vùng quê khác, đồng bào các dân tộc Ngọc Lặc bị áp bức bóc lột tàn bạo. Trước tình cảnh đó, nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, nhưng do không có một chính đảng lãnh đạo nên các cuộc khởi nghĩa đều bị đàn áp và thất bại. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cùng với dòng thác cách mạng. Ngày 29 tháng 7 năm 1930, Đảng bộ Thanh Hóa được thành lập. Đồng bào các dân tộc Ngọc Lặc theo đảng vùng dậy đấu tranh giải quyết các mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp, mở đường cho xã hội phát triển. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, được sự hỗ trợ của lực lượng khởi nghĩa Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Yên Định, quần chúng cách mạng Ngọc Lặc kéo về Châu Lị, đánh đổ ách cai trị của chế độ thực dân phong kiến, lập chính quyền cách mạng
và hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 27 tháng 8 năm 1949, tại nhà đồng chí Lưu Vĩnh Long, Tròm Mặn, xã Phúc Thành, nay là xã Ngọc Sơn, các đồng chí đảng viên huyện nhà dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng miền Tây, mà trực tiếp là đồng chí Lê Đình Sằn, đã tổ chức hội nghị để thành lập chi bộ cộng sản. Chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện được thành lập gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, quê ở xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, được bầu làm bí thư chi bộ. Từ đây, nhân dân các dân tộc Ngọc Lặc và phong trào cách mạng huyện nhà đã có tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo. Chi bộ được đặt tên là chi bộ Bắc Sơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, nắm bắt hoạt động các phong trào quần chúng nhân dân, nhiều đảng viên trong chi bộ đã trưởng thành về mọi mặt, số lượng đảng viên phát triển nhanh. Tính đến tháng 9 năm 1949, toàn huyện có 19 đảng viên. Đến cuối năm 1949, đã có 42 đảng viên. Chi bộ Bắc Sơn ngày càng phát triển về số lượng. Phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân các dân tộc lên cao ở địa bàn rộng, đòi hỏi sự lãnh đạo trực tiếp của đảng. Trước tình hình đó, tỉnh ủy đã quyết định thành lập huyện ủy lâm thời và chỉ định ban chấp hành. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm bí thư. Tháng 3 năm 1951, tại làng Môn Tía, xã Nguyệt Ấn, thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, ban chấp hành huyện ủy lâm thời quyết định triệu tập đại hội đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ nhất. Tại đại hội này, toàn bộ đảng viên có 112 đồng chí tham dự đại hội. Sự phát triển nhanh chóng của chi bộ Bắc Sơn đã đặt nền tảng cho việc ra đời của Đảng bộ Ngọc Lặc ngày nay. Nhịp bước cùng dòng thác cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Ngọc Lặc đã huy động 14.667 người con ưu tú vào bộ đội, 456 thanh niên xung phong, 4.210 dân công hỏa tuyến. Trong chiến đấu và công tác, có 1.282 liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, 629 chiến sĩ là thương binh. Ngọc Lặc có 23 bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhà nước phong tặng, 2 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1 anh hùng lao động. Đảng bộ huyện đã vinh dự được nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Thank you.
ra từ những gian khó sau chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, các ban ngành và cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao công tác tuyên truyền, định hướng chính trị tư tưởng, vận động nhân dân thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở, chặt chẽ trong khâu tổ chức cán bộ, nghiêm minh trong công tác xử lý các vi phạm khuyết điểm trong Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tạo được sức lan tỏa và thổi luồng sinh khí mới cho từng bản làng. Qua 65 năm xây dựng và phát triển, Ngọc Lặc hôm nay đang khoác lên mình một diện mạo mới, viết tiếp trang sử hào hùng của cha ông để lại và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Số lượng đảng viên hàng năm tăng nhanh, trong 5 năm từ năm 2009 đến 2013 đã kết nạp mới 858 đảng viên. Tính đến đầu năm 2014, Đảng bộ huyện có 53 tổ chức cơ sở đảng, có 5.847 đảng viên đang sinh hoạt tại 479 chi bộ đảng, trong đó có 281 chi bộ thôn, làng, phố. Xác định rõ, muốn đảng bộ mạnh thì phải có các tổ chức chi bộ đảng vững mạnh về mọi mặt. Cán bộ phải có tâm, có tầm thì mới hoàn thành được nhiệm vụ đảng giao dân bầu. Nhìn rõ được những hạn chế tồn tại trong tổ chức chi bộ đảng ở cơ sở, vì vậy trong ban chấp hành đảng bộ đã có sự phân công trách nhiệm tới từng đồng chí ủy viên thường xuyên bám sát cơ sở, làm việc và cùng dự sinh hoạt tại các chi bộ. Và đặc biệt, nhiều chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện đã đi kiểm tra thực tế ở địa phương với phương châm động viên kịp thời, điều chỉnh kịp thời, chỉ đạo và đưa ra giải pháp kịp thời, quyết liệt trong mọi công việc, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm chỉnh đốn và đổi mới đảng, làm cho đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội. Nói đi đôi với làm, đảng viên tiên phong đi trước, dân tiếp bước theo sau, nâng cao công tác tự phê bình và phê bình, chống bệnh quan liêu xu nịnh trong tổ chức đảng. Những chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo tại các cơ sở thực sự đã tác động mạnh mẽ vào ý thức của mỗi đảng viên và tạo được chuyển biến tích cực về chất lượng của tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, huyện Ngọc Lặc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ phát triển kinh tế trong giai đoạn từ 2009 đến 2013 đạt tỷ lệ tăng trưởng bình quân 12,7% trên một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông lâm thủy sản giảm 7% trên năm, công nghiệp xây dựng tăng 17% trên năm, thương mại dịch vụ tăng 28% trên năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt trên 10 triệu đồng một người một năm, đến năm 2013 đạt gần 17 triệu đồng một người một năm, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ổn định, tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 20.500 ha trên năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 54.000 tấn trên năm, bình quân lương thực đầu người 415 kg một người một năm. Thực hiện nghị quyết về phát triển chăn nuôi, trong những năm qua, huyện Ngọc Lặc đã xây dựng các mô hình chăn nuôi đàn gia súc gia cầm. Tính đến nay, tổng số đàn trâu bò toàn huyện là 21.400 con, đàn lợn 35.100 con. Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhiều sản phẩm vẫn giữ được thị trường tiêu thụ và sản xuất ổn định. Năm 2013, giá trị sản xuất đạt trên 313 tỷ đồng. Hiện nay, thực hiện nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Huyện Ngọc Lặc xác định công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện sẽ được thực hiện trên các tiêu chí như đẩy mạnh phát triển 4 cây trồng chủ lực, xây dựng đề án đổi mới cơ cấu giống cây trồng đến năm 2020, từ đó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng, chỉ đạo thực hiện tốt thời vụ gieo trồng, áp dụng chuyển đổi cây trồng phù hợp với vùng đất địa phương. Ngọc Lặc ngày nay đang trên đà xây dựng
trở thành đô thị miền núi phía Tây của tỉnh, mở ra tiềm năng hội nhập và phát triển vùng kinh tế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, huyện cam kết và lựa chọn các thị trường xuất khẩu lao động có uy tín, phù hợp với lao động dôi dư của huyện để tuyên truyền nhân dân đi xuất khẩu lao động, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Một hướng đi mới và được nhiều cán bộ đảng viên trong đảng bộ quan tâm, đó là công tác thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Ngọc Lặc đã hoàn thành quy hoạch kinh tế xã hội cho 22 trên 22 xã thị trấn, hoàn chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết 4 khu đô thị số 1, 2, 3, 4, điện lưới quốc gia thắp sáng và phục vụ sản xuất đến tất cả các xã trong huyện. Năm 2014, huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tại các xã thị trấn. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất, tiền để xây dựng, tu sửa các công trình khuôn viên công sở, các xã, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, cổng làng, đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, các công trình thủy lợi được kiên cố hóa, trong các ngõ xóm được nâng cấp tu sửa xanh sạch đẹp, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hấp dẫn. Trong năm 2014, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện. Những kết quả đạt được sau hội nghị này đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến môi trường đầu tư của huyện và có 7 dự án lớn chính thức ký cam kết đầu tư xây dựng tại huyện với tổng số vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Môi trường đầu tư của huyện Ngọc Lặc đã được ông Jong Hwan Choi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Pan Pacific Hàn Quốc đánh giá cao. Về dịch vụ thương mại, huyện có trên 2.000 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ. Tại các trung tâm xã đều có chợ hoặc tụ điểm kinh doanh thương mại cung cấp hàng hóa. Hoạt động dịch vụ thương mại phát triển nhanh, thu hút các thành phần kinh tế tham gia. Tổng giá trị xuất khẩu 5 năm từ 2006 đến 2010 đạt 2,3 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm đá ốp lát, mủ cao su, hàng lâm sản chế biến như đũa xuất khẩu, gỗ nam thanh, thổ cẩm. Hiện nay, huyện có một khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp. Khu công nghiệp Quang Trung do tỉnh quản lý đang được quy hoạch. Huyện đang xây dựng các cụm công nghiệp Cao Thịnh Lộc Thịnh, cụm công nghiệp Thúy Sơn, cụm công nghiệp Sạch Ngọc Sơn để thu hút các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp. Trên địa bàn huyện đang triển khai một số dự án lớn như nhà máy xi măng Thanh Sơn, nhà máy chế biến phôi thép Cao Ngọc, khởi công xây dựng công trình nhà máy sản xuất tấm trải đường từ tre luồng ép xuất khẩu với vốn đầu tư 50 tỷ đồng, công suất 24.000 mét khối sản phẩm tre luồng ép hoàn thiện một năm và nhiều biên bản ghi nhớ ký kết hợp tác đầu tư vào huyện Ngọc Lặc với các công ty trong và ngoài nước. Những kết quả đã đạt được của huyện Ngọc Lặc ghi dấu sự lãnh đạo sáng suốt và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc trong những năm qua. Trong thời gian tới, để tiếp tục chủ động thu hút đầu tư vào địa bàn, tôi đề nghị huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện Ngọc Lặc triển khai đồng bộ các giải pháp. Thứ nhất là phải chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong huyện, đặc biệt là với đội ngũ cán bộ cấp xã về vai trò vị trí của đầu tư của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Làm rõ thu hút đầu tư không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp mà là của người dân, từng người dân, từng cán bộ cấp thấp nhất trong hệ thống chính trị đến cán bộ cấp cao nhất phải quán triệt và ủng hộ cao chủ trương thu hút đầu tư vào địa bàn. Thứ hai là huyện ủy, ủy ban huyện phải chủ động phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại các quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm, quy hoạch xây dựng trên địa bàn để đề xuất cấp thẩm quyền chỉnh sửa kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư của doanh nghiệp. Huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện cũng chủ động đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách của tỉnh không còn phù hợp và nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách mới của huyện liên quan đến xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định với giá cạnh tranh để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Thứ ba là tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế xã hội,
ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng, giao thông, điện, cấp thoát nước, phục vụ trực tiếp các cụm công nghiệp, các dự án đầu tư vào địa bàn, đồng thời quan tâm hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc đào tạo, sử dụng lao động là con em các dân tộc trong huyện để người dân địa phương được hưởng lợi ngày càng nhiều từ quá trình thu hút đầu tư. Thứ tư là phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, phải chủ động phối hợp với các ngành, tạo điều kiện về các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các nhà đầu tư đúng hạn. Hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo huyện phải tổ chức giao ban với các chủ đầu dự án và cấp ủy chính quyền địa phương nơi có dự án để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Thứ năm là các dự án đầu tư thường có chu kỳ kinh doanh hàng chục năm. Vì vậy, các cấp ủy chính quyền phải quan tâm đồng hành cùng các nhà đầu tư trong suốt chu kỳ dự án. Quan tâm tháo gỡ khó khăn liên quan đến vùng nguyên liệu, sử dụng lao động, hạ tầng, tạo điều kiện để nhà đầu tư kinh doanh có hiệu quả. Hiệu quả của nhà đầu tư cũng chính là thương hiệu, là uy tín, là năng lực cạnh tranh của huyện trong thu hút đầu tư. Thực hiện nghị quyết 08 BCT khóa 8 về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao. Vì vậy, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững và ổn định. Tệ nạn xã hội được kiềm chế, tình hình hoạt động của các loại tội phạm từng bước được ngăn chặn đẩy lùi. Trong nhiều năm qua, không có những vụ việc phức tạp và điểm nóng xảy ra, huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm bắt tình hình, thực hiện tốt chương trình kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ, đảm bảo số lượng thanh niên nhập ngũ hàng năm. Những thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đã đạt được thể hiện rõ truyền thống sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong huyện, chung tay xây dựng quê hương Ngọc Lặc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Thành quả đó ghi nhận vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được đề ra. Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đã khắc phục mọi khó khăn thử thách, vươn lên khẳng định vị thế của mình. Trong những năm tiếp theo, tập thể Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương Ngọc Lặc ngày càng giàu đẹp và sớm trở thành đô thị miền Tây của tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, phóng sự 65 năm một chặng đường đã khép lại chương trình hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.